Hoan hỉ chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin kính chúc cho tất cả quý vị có một năm mới an khang, thịnh vượng. Quý vị thân mến, xem tử vi cho tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 trong tháng 1 để có thể thu được những kinh nghiệm quý giá về vận khí trong tương lai. Thông qua những luận giải tử vi chính xác, chi tiết sẽ giúp cho quý bạn có được những hành động cụ thể phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn. Chẳng hạn nếu như mà gặp may mắn phát đạt thì chúng ta cũng nên cố gắng nỗ lực để có thể thu được thành quả lớn hơn. Và nếu như ở trong tình trạng mà chúng ta đang có nguy cơ gặp mạo hiểm thì không nên đầu tư và làm việc một cách mù quáng trong tháng 1 âm lịch này, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi vào phần luận giải chi tiết về tử vi cho tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 trong tháng 1 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, mệnh Lộ Bàng Thổ, có tấm lòng lương thiện hay giúp đỡ người khác. Họ sống ngay thẳng chân thật, cũng thường giúp đỡ mọi người nên được bạn bè quý mến. Tuy nhiên, họ có một nhược điểm chí mạng, đó là ăn nói không khéo léo, dễ làm phật lòng người khác lúc nào mà không hề hay biết. Họ hợp với người cùng lứa hơn là những người lớn tuổi. Người tuổi Canh Ngọ không phải là người khéo léo, không thích hợp với các hoạt động đầu tư nên an phận để con đường tài lộc được bình ổn. Tất cả những kế hoạch đã lên, họ sẽ cố gắng hết sức để thực hiện. Điều đó khiến cho cấp trên rất ưng ý. Xem vận mệnh của người tuổi Canh Ngọ thì cơ hội thăng tiến của con giáp này vô cùng rộng mở. Do tính cách của người tuổi Canh Ngọ không dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác, dù là bị phê bình nhưng họ cũng không vì thế mà suy sụp tinh thần. Khi những người khác bận rộn với đủ nỗi lo thì họ vẫn giữ được vẻ thong dong, tưởng chừng như chẳng có gì khiến họ quan tâm. Kỳ thực, họ là người biết mình muốn gì, họ chỉ quan tâm đến việc đạt được mục đích, còn những việc khác hoàn toàn không phải thứ họ bận tâm. Tử vi người tuổi Canh Ngọ rất nhiều khởi sắc đáng mừng trong tháng 1 này, không chỉ công việc suôn sẻ mà đời sống tình cảm gia đình cũng rất hạnh phúc. Các khí hỗ trợ, mạch đường công danh, gia chủ sẽ có những cơ hội nhất định trong sự nghiệp, có thể được quý nhân phù trợ mà dễ dàng thành công, thăng tiến. Có điều cần nhớ, thành hay bại vẫn phải dựa vào bản thân là chủ yếu. Các bạn còn độc thân cũng đang được đào hoa chiếu mệnh, có thể gặp được đối tượng phù hợp về mọi mặt. Chỉ cần bạn đầu tư công sức nhiều hơn là sẽ có một cái kết viên mãn. Một điều cần nhắc nhở người tuổi này đó là nên chú ý thói quen chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Bạn cân bằng thu chi, mua sắm hợp lý và tránh đầu tư một cách mù quáng. Những thói quen xấu về tiền bạc cần phải thay đổi càng sớm càng tốt, kẻo thất thu rất nhanh. Xét về thiên can, Canh Dương Kim gặp Nhâm Dương Thủy nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Canh Ngọ nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Theo tử vi tháng 1 âm lịch, sự nghiệp của gia chủ Canh Ngọ nhìn chung có hung có cát, bản mệnh dễ gặp được quý nhân, nhờ thế mà mọi sự liên quan đến công việc đều khá thuận lợi suôn sẻ. Bạn sẽ có những bước đột phá nhất định và có được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Điều này có lợi cho hợp tác dự án, lập kế hoạch tiếp thị, hợp tác kinh doanh và cải thiện hiệu suất. Được nhiều các tinh chủ về công danh hỗ trợ, tuổi Canh Ngọ có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp hoặc khởi nghiệp thành công. Nhưng cũng cần phải tỉnh táo để nhận ra đâu là cơ hội phù hợp với mình, chứ không phải ôm đồm tất cả mọi thứ, để rồi cuối cùng không làm được việc nào đến nơi đến chốn. Ngoài ra bản mệnh cũng cần phải hăng hái và tích cực hơn, tinh thần phấn đấu, hời hợt sẽ khiến cho bạn dễ dàng để trôi mất cơ hội. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Canh Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi cho thấy, mặc dù tài lộc của gia chủ có xu hướng tăng nhưng không quá nhiều, ít cơ hội mang tính đột phá mạnh mẽ. Nhìn chung, năm vượng vận quý nhân, bạn được nhiều người giúp đỡ, gặt hái không ít thành quả, thu về lợi nhuận tương xứng. Bạn có thể nhận được một số cơ hội trong dự án bất động sản nhưng cần phải tự mình tính toán và nỗ lực hoặc có thể sử dụng mối quan hệ anh em, bạn bè để đạt được lợi ích.
Sau khi đã đạt được thành quả khả quan, đừng quên phân chia lợi ích sao cho thỏa đáng, để vừa lòng tất cả mọi người, còn có lần hợp tác lần sau. Đại hao hung tinh nhập mệnh, con giáp này dường như đang kiếm tiền quá dễ dàng nên không mấy trân trọng công sức của mình. Bạn dễ dàng thỏa mãn bản thân bằng việc mua sắm những thứ mình thích mà không quan tâm đến giá cả, càng chẳng cần biết mình có thực sự cần đến nó hay không. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Canh Ngọ nếu không biết cân đo đong đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được tiền nhiều hơn cũng dễ cháy túi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất cho quý gia chủ. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Con giáp này không gặp phải những nguy hiểm và tổn thương lớn về mặt sức khỏe trong năm 2022. Một số tình trạng khó chịu mãn tính có thể thuyên giảm nhờ điều chỉnh thói quen sinh hoạt hoặc được điều trị dứt điểm nhờ hợp thầy, hợp thuốc. Các gia chủ tuổi Canh Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Canh Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Gia chủ có vận đào hoa khá rực rỡ trong tháng đầu năm Nhâm Dần. Người độc thân dễ có cơ hội kết duyên với người khác phái trong những dịp tụ tập. Ban đầu chỉ là những tương tác rất nhẹ nhàng, nhưng dần dà cả hai nhận ra mình có rất nhiều đề tài chung để có thể trò chuyện với đối phương. Thiện cảm tăng dần lên, cơ hội thành đôi cũng lớn hơn. Đặc biệt, có người sẽ dễ gặp được người điềm đạm, suy nghĩ thực tế, luôn biết quan tâm đến người khác. Sự bao dung và tài trí hơn người của đối phương khiến cho bạn có ấn tượng rất tốt. Nhưng nam mệnh sẽ phải cố gắng thể hiện và chủ động tạo cơ hội cho chính mình thì mới mong có được bước đột phá trong mối quan hệ. Tình cảm của các cặp đôi khá bình ổn, đôi lứa vợ chồng khăng khít bên nhau, cùng chia sẻ ngọt bùi. Tuy vẫn có những lúc tranh cãi nhưng cả hai đều biết cách điều hòa mâu thuẫn, không để bất đồng trở nên gay gắt, hủy hoại tình cảm. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim. Tháng Dần, lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Canh Ngọ trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 1 năm 2022, tức ngày 4 tháng 2 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 1 năm 2022, tức ngày 16 tháng 2 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 1 năm 2022, tức ngày 28 tháng 2 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Ngọ trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 1 năm 2022, tức ngày 11 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 1 năm 2022, tức ngày 23 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi tuổi Canh Ngọ trong tháng 1 âm lịch. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công trong tháng 1 âm lịch này, đúng không ạ? Tới đây thì thời lượng chương trình đã khép lại. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Trước khi rời đi, đừng quên like video, đăng ký kênh và ấn chuông quý vị nhé. Thì đó sẽ là những cách rất đơn giản để quý vị có thể nhận được những thông báo mới nhất, những kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Còn bây giờ, xin mến chào và hẹn gặp lại!